Rồi, hello chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi cái dòng kênh nước đen. Cái dự án này đã hoàn thành cách đây 2 năm rồi các bạn. Đây là con kênh nước đen chạy hướng ra cái kênh Tham Lương ha. Cái dự án kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên á, mình quay cho các bạn coi đến ngay chỗ cái cầu Tân Kỳ, Tân Quý rồi ha. Đây là dự án lớn chạy qua 7 quận huyện của thành phố. Rồi, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi cái con kênh Rạch Nước Đen năm xưa được cải tạo từ 2020 đến 2022, sau 2 năm thì hoàn thành các bạn. Thì cũng được hoàn thành 2 năm rồi ha. Nó có tổng mức vốn đầu tư ban đầu là khoảng hơn 600 tỷ các bạn. Và trải dài từ kênh Tham Lương này trải dài đến cái con đường Bình Long khoảng một cây rưỡi. Lục bình đầy nghẹt luôn ha. Miệng cửa đập hướng cái con kênh nước đen chảy ra kênh Tham Lương. Rồi, đi tiếp chúng ta sẽ chạy hết cái tuyến kênh nước đen này rồi xong vô khu vực Bình Hưng Hòa, nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Đây, cảnh rác ô nhiễm khủng khiếp luôn, thật là khủng khiếp luôn, quá trời các bạn. Đây, ồ, rác thải ra đầy ngạt, không thể thấy được mặt nước luôn. À, tưởng là trên cái nền đất chứ bước xuống một cái là hụt sâu luôn. Bờ kè hành lang được xây rất là đẹp đẽ ha. Hành lang cao cũng phải 1,5 m. Có lối đi bộ chạy song song với cái con đường cũng mang tên là đường kênh nước đen ha. Nơi đây thuộc phường Bình Hưng Hòa A nha các bạn, quận Bình Tân. Đi đúng giờ ngọ 12 giờ trưa, nắng lên thì quay nó mới đẹp. Ngay khúc này giao với đường Tân Kỳ, Tân Quý đây. Đoạn này không có cho đi thẳng các bạn, đường đó một chiều ha. Đến đây là phải quẹo qua bên hướng bên kia. Đây là quẹo Tân Kỳ, Tân Quý. Đây ha các bạn. Nước vẫn đen ngòm và vẫn bốc mùi. Đó, bắc qua là những cây cầu được nâng cấp, sửa chữa cầu bê tông rất là khang trang đẹp đẽ. Khi xưa là những cây cầu nhỏ dân sinh bắc qua cái con kênh nước đen này. Hai bên đường nhà rất là nhếch nhác,
kênh nước đen, nên lấy đường kênh nước đen luôn. Quán ăn, quán nhậu, vô tư. Khúc này đường rất là thoáng, cây cối, cây xanh rất là nhiều. Phía bên phải này là cái hồ xử lý nước thải của quận Bình Tân đó các bạn. Ngay giữa lòng trung tâm của quận Bình Tân có cái ba cái mặt hồ, hồ xử lý nước thải. Nằm trên tuyến đường kênh nước đen, dọc theo cái con kênh nước đen năm xưa. Được cải tạo lại khang trang đẹp đẽ, nhưng mà nước vẫn đen và vẫn còn nặng mùi. Đỡ hơn là bớt rác, với lại nhìn nó thoáng đãng. Đây, qua đây quay các bạn coi khu vực. Nước vẫn đen ngùm. Đó, đây hướng chạy đến ngay chỗ lúc đầu chúng ta xuất phát, ngay dòng kênh Tham Lương, là sử dụng bằng cái hệ thống rãnh kênh mương ha các bạn. Đến đây là bắt đầu đặt ống hộp, trải dài khoảng chừng 500m nữa các bạn, 400m nữa, 400-500m nữa sử dụng ống hộp. Đây, ngay đây có cái đập, cái van ngăn nước với đưa rác thải từ trong khu dân cư đổ ra vẫn còn nồng nặc mùi rất là nồng nặc đó. Phía trên này là hệ thống công viên, cây xanh rất là đẹp ha, cây phượng nè. Phía bên phải đây là nhà máy xử lý nước thải. Phía bên trái đó là nguyên cái khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Lũ vô quay cho các bạn coi. Đây, phía trên cống hộp là hệ thống công viên, cây xanh, ghế đá, máy tập thể dục. Dự án kênh nước đen này có mức vốn đầu tư hơn 600 tỷ, có tổng chiều dài đâu đó gần 1,5 cây. Khởi công năm 2020 đến năm 2022 hoàn thành, đưa vô hoạt động sử dụng cho đến bây giờ cũng được 2 năm hơn rồi. Chúng ta ra đến đường Bình Long, kết thúc cái con đường kênh nước đen ha các bạn. Nó có tổng chiều dài đâu đó 1,5 cây. Đường Bình Long hướng quẹo phải này là đi về quận 11, đi về Đầm Sen. Rồi, ta quẹo trái lại coi tình hình giải tỏa cái nghĩa địa Bình Hưng Hòa này tới đâu rồi. Hôm bữa đi tỉnh thì tháng 2 bắt đầu năm 2024 rồi, bắt đầu cho bốc mộ lên khoảng 1.800 ngôi mộ, nhưng mà trong đó có
vài trăm ngôi mộ, mộ chưa tới 100 ngôi mộ, mấy chục ngôi mộ là có thân nhân gia đình, còn nhiêu 1.700 là chưa có thân nhân gia đình. Ta quẹo vô thấm thính tình hình. Trước có cây gòn các bạn, đường dẫn vào nghĩa địa Bình Hưng Hòa năm xưa đây. Đây là một cái nghĩa địa trước năm 75, nó là nghĩa địa tự phát nha các bạn. Và đây được coi là cái nghĩa địa lớn nhất thành phố. À, bên phải chúng ta đây là có cái hồ, bây giờ làm cái hồ câu cá cho dân câu cá. Trong khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa này có hai cái hồ giống vậy các bạn, thì giờ còn giữ lại một cái hồ thôi. Còn cái hồ ở bên trong được san lấp lại để chôn. Cảnh mồ mả bên trái vẫn còn, bên phải bốc mộ đi rồi nè. Bên này bốc mộ đi ha. Năm 2010 là chính thức cái khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa này không cho chôn nữa. Thì toàn bộ cái khu nghĩa trang Bình Hòa này có tổng diện tích đâu đó 40 hecta là các bạn, gần bằng cái khu chế xuất Linh Trung 2 đó, Linh Trung 1 đó. Có rất nhiều ngôi mộ Phật giáo, có Công giáo. Công giáo thì có một cái quỹ đất riêng, nó gọi là đất thánh. Đất thánh dành cho bên đạo Công giáo. Chính quyền nhà nước đang xây một cái nhà tro cốt các bạn, để đào 1.800 ngôi mộ lên người nào không có thân nhân trước tháng 6 năm 2024 thì sẽ đưa tro cốt nó vô khu vực đó. Đây có một số người đào mộ lên nè ha. Bên trái à, dân sinh sống làm việc ở trên cái quỹ đất nghĩa địa hết sức là bình thường thôi. Khi xưa mình cũng ở trong nghĩa địa, đi vô nghĩa địa ngủ chứ có gì đâu sợ. Khi xưa thời mà còn khỉ ho cò gái, đất ở khu này gọi là vùng ven rồi đó. Đây có cái Long Quang nghĩa trang ha. Có cái cây phượng, cây này quá trời lớn luôn. Đang tiến hành bốc mộ từ đây cho đến tháng 6. Theo dự tính là cái dự án bốc mộ này cuối năm đến đầu năm 2025 là chính thức khởi công xây dựng, san lấp mặt bằng để làm công viên cũng như là trường học, xây dựng trường học. Chứ từ khu này mà phân lô bán nền là ai mua được mới lạ. Liều mình lắm mới dám làm cái dự án này. Xây chung cư là ăn cho hết luôn. Chúng ta ra lại đường Bình Long các bạn.
kế bên nghĩa trang nghĩa địa lúc nào cũng có chùa miếu đình đầy nhóc luôn. Bên phải này thuộc phường Tân Quý. Đó, hai ngôi chùa kế bên nhau luôn. Chùa lắm thôi. Đây nữa. Ngôi chùa thứ ba, chùa Giác Tự. Chùa Di Lạc là chùa Giác Tự. Bên phải là trực thuộc phường Tân Phú các bạn. Bên trái là trực thuộc phường Bình Tân, quận Bình Tân. Đây, nghĩa trang Thượng Nông. Rất nhiều, năm xưa rất nhiều cổng vô. Rất nhiều các đạo. Trước 75 là nó nghĩa trang tự phát. Khu này đất trống rất là nhiều. Bên này làm gì có nhà dân. Ta quẹo vô đường Tân Kỳ, Tân Quý là các bạn. Đây dự án mở rộng đường Tân Kỳ, Tân Quý luôn ha. Trước khu xử lý nước gia súc gia cầm. À, bên phải đây là trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Ở trong Sài Gòn gọi là cái lò thiêu đó, lò thiêu Bình Hưng Hòa các bạn. Hỏa táng nghe cao siêu quá. Mùa dịch Covid năm 2020 thì cái con đường này đầy nghẹt xe, từ xe lam ba gác cho đến xe tang lễ, kính thưa các loại xe luôn, chở được xác người là chở hòm đến đây lò thiêu hoạt động hết công sức. Đây hai bên đường Tân Kỳ Tân Quý, bên trái là đường hẻm vô nghĩa trang nghĩa địa Bình Hòa. Đường Tân Kỳ Tân Quý này cũng lắp đặt cái cống hộp âm dưới rồi đó, xong rồi bên trái cũng như bên phải các bạn. Cách đây 3-4 tháng thì cái nói chung là trước Tết, cái khu vực cái đường này hai bên là ống cống đào đường lên kẹt xe cái khu vực này thường xuyên. Cống hộp thả xuống xong rồi bây giờ chờ làm đường thôi. Khu vực này còn vướng một số nhà hộ dân giải tỏa đền bù rồi đi rồi, đang đập phá còn lại mấy căn. Phía bên trái đó là im rồi. Bản công trình mớp méo luôn. Ở khu vực bên trái cũng như bên phải này năm xưa nó là khu vực ấp chiến lược rồi các bạn. Đây chúng ta ra lại cái con kênh nước đen rồi các bạn. Đây ha, dòng kênh nước đen được cải tạo
khoảng 1,5 cây từ đường Bình Long chạy về đến cái con kênh Tham Lương để chạy về dòng sông Chợ Đệm. Thôi mình cũng quay cho các bạn coi cái dự án kênh nước đen đã hoàn thành cách đây 2 năm rồi ha, với lại cái khu giải tỏa nghĩa địa Bình Hưng Hòa đang tiến ra như thế nào. Rồi, có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.